tưởng mày đến gặp tao, mày ra về dễ vậy à? Tôi có thể giết ông bằng một cái chớp mắt. Ông có tin? Chó, mày còn lộn xộn, tao đập mày gãy răng đi. Nằm im. Không, tao bắn vỡ sọ con chó này. Non lắm, chưa thể làm lãnh đạo được. Tầm nhìn vẫn còn gần, phải thủy điện mới hay. Sao ạ? Bố nói gì con không hiểu. Tất cả các đại gia bây giờ lao vào thủy điện, không phải là không có lý do. Đừng có nghĩ cái đám ý, nó trông có ba cái đồng tiền rồi bán điện. Thủy điện thường xây dựng ở đầu nguồn các con sông, nơi có rừng nguyên sinh. Dưới đất thì đầy quặng, đấy mới là hay. Tiền đẻ chết người đấy, hiểu chưa? Rồi ạ, tuyệt vời. Tình hình thằng Bách Thôi sao rồi? Nó đang nằm viện. Hôm qua bị thằng Ôm con kia đá vô giặt bi. Thằng này ra đòn cũng hiểm ác vậy. Nó cay thằng Bách từ chiều, định ăn thịt nó. Nó từng làm bảo vệ cho lão Chu. Em nghe thằng Quỷ nói, cả 10 thằng cớm đánh không lại nó.